Hello các bạn anh em nhá. Hôm nay anh mới về được hai loa Mỹ loa em này. Đấy, đang cho các bác anh em kiểm tra. Con này 4655 nhá. Mới tiết luôn anh em ra này. Ui, mà nó xám này. Bông của nó đẹp nhỉ. Bông của nó còn là vàng ao anh em. Đấy, 4655 anh em nhá. Tôi này sẽ bán anh kỷ niệm anh em một đôi kỷ niệm. Đây bác này. Con này đời 4 số, 4655 em dựng anh ai bỏ chép đó. Rồi tiếp. Rồi tiếp. Ui. Về quay luôn anh em nhá. Con này là 2032. Đẹp như mới. Như mới nhá. Tức là sắt xì nó còn sáng quắc. Đồng đây. Tép đây. Và đây độ mới. Ghê người chưa? 4655 nhá. 4 số là xuất tại Mỹ. Con này bên em là thanh lý từ những phòng trà, phòng nghe nhạc chuyên nghiệp của Mỹ đấy. 4655. Quá đẹp luôn. Thùng thành đẹp nhá, tất cả cái tay chưa bị xuất mẻ này. Đây. 4655 là xuất tại Mỹ. Đây quả thứ hai này. Mà chỉ bông thôi rồi. Giá con này nhá, em bán bất kỳ liên này 26 triệu bao ship. Đấy. Và về đôi 4732 đây. Con này thì thiếu thùng xốp thôi. Đây. Con này là 4732 nhá. Mất vô tem rồi mất rồi. 4732. Hả? Bông sáng trưng. Anh em xem nào. Bát đĩa đẹp này, của bát này, 2445. Xì. Đây rồi này mới đẹp này. 4655 anh em xem này. Loài đúng không? Loài quý tộc quá. Nó vuông rét với nhá. Các kê giá kệ rất đẹp luôn. Các bác đang hãy ở có link ra thử loa 515. Ui. Đẹp rơn người luôn anh nhá. Cục bát của tép đẹp. Ui và những cái từ sáng lấy mà. Đẹp chưa? Tôi là 26 triệu anh em là nhu cầu alo nhá. Con này chấp dòng như 925, 825 anh nhá. Gỗ của nó sáng phau. Đấy bọc ra. Cực đẹp hình vuông luôn. 4732 về một cặp đó nhá. Con này sẽ mất cái bít nhỉ. Ừ, mất đâu nhỉ. Mất tem đi. Xuất sắc quá nhá. Giá con này là 50 triệu. Đấy. 50 triệu cho các bác. Đây cổ tép này. Con này là nó dòng 4 đường tiếng cổ tép 100. Họng 100, xì với này. Cổ bát này. 26 22 06 BL. 50 triệu về một cặp nhá. Đẹp xuất sắc là kiểm tra này. Bạn nhìn ra biết chất lượng của nó. Vàng đẹp. Zin. Xuất sắc luôn. Cặp 4650 đẹp này. Đấy đôi này 26 triệu bán giao lưu anh em nhé. Nó cao điểm bán 29 triệu là nó gọi là nó ế ẩm em bán gọi là nhích một tí thôi. Tóm lại thế. Đôi này là 50 triệu. Bán nào nhu cầu bộ hát alo cho em. Con này lông lỉ nó quá đẹp luôn này. Tem tiếc là lỉ nước luôn xuống đẹp luôn. Ok anh em.